Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chữa bệnh trĩ nội nha. Thực ra hôm nọ mình có làm cái video chữa bệnh trĩ, trong đó có một số cái phần đầu mình nói nhiều về trĩ ngoại, còn phần sau về pháp đồ diện chẩn thì chính là trĩ nói chung, cả trĩ nội cũng như là trĩ ngoại. Sáng nay khi mà bỏ chế độ máy bay thì có một tin nhắn của bạn hỏi mình rằng là em bị trĩ nội thường xuyên phải đi ngoài ra máu, và mặc dù là không bị táo bón. Vậy thì phải chữa làm sao? Bạn có thể dùng pháp đồ ở trong video chữa bệnh trĩ của mình. Nếu như mà bạn dùng một tuần mà chưa có gì đỡ thì bạn có thể dùng cái pháp đồ này nhé. Cái này mình nói riêng về trĩ nội thôi, không nói gì về trĩ ngoại cả. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cân bằng âm dương gồm các huyệt 103, 1, 127. Thứ hai là lưu thông khí huyết gồm các huyệt 14, 275, 61, 19. Thứ ba, giảm đau chống viêm nhiễm, ổn định thần kinh. Huyệt 41, 143, 127, 19, 124 và 34. Cuối cùng là chúng ta day hơi các sinh huyệt trĩ gồm có các huyệt 365, 19, 143, 63 và 126. Tất cả các cái huyệt này chúng ta day bằng cách là sau khi tìm được vị trí của huyệt chúng ta sẽ day. Không phải xoay tròn như này đâu nhé, chúng ta chỉ có cảm giác như chúng ta xoay tròn nhưng tại một vị trí luôn. Chúng ta đếm 1 đến 30 hoặc 50 lần như vậy. 50 lần nhé. Còn nếu không bạn ấn nún 3 lần. Hai mạnh một nhẹ, ấn nún bằng cách sau khi tìm được huyệt này chúng ta ấn này. Nún một lần, mạnh hai lần, mạnh lần thứ ba nhẹ dừng lại, đấy là một huyệt. Sang đến huyệt thứ hai chúng ta cũng một mạnh, hai mạnh, ba nhẹ, ví dụ như vậy. Làm ấn nún thì nó nhanh hơn. Nhưng mà mình thì hay dùng day, chỉ có chồng mình sợ đau nên là mình hay làm ấn nún cho chồng mình. Với cái những cái bệnh của chồng mình thì mình làm kiểu ấn nún. Còn tất cả mọi người mình toàn làm day. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái thứ nhất nha, cân bằng âm dương. Huyệt 103, 1 và 127. Huyệt 103 xác định như sau. Đây là mí tóc của chúng ta. Dưới đây là giữa hai đầu mày chính diện mặt của chúng ta. Từ đây đến đây chia đôi, huyệt 103 nằm ở chính giữa luôn. Sau khi xác định được giữa thì chúng ta di qua que giò, chúng ta sẽ thấy một điểm nún, đó là huyệt 103. Chúng ta sẽ day 30 lần hoặc 50 lần hoặc là ấn nún. Nếu không có que giò các bạn có thể dùng cái đầu bút bi hết mực, hoặc chúng ta dùng ngón tay cũng không sao. Khi chúng ta dùng ngón tay tác động lên chính mặt của mình chúng ta sẽ thấy điểm đau. Còn chúng ta dùng với người khác thì chúng ta sẽ xác định được rất dễ dàng. Tiếp theo là huyệt số 1 xác định như sau. Cái cạnh mũi của chúng ta này, chỗ cái lõm nhất này, hết cái cạnh mũi này, nối với nhau ở đây, giao với chính diện mặt. Chúng ta dích lên một chút xíu, hoặc chúng ta dùng que giò chúng ta di trên bên trên một chút thì chúng ta sẽ thấy điểm lún. Còn nếu không chúng ta dùng ngón tay dích lên một chút chúng ta day. Đấy là huyệt số 1. Nó nằm ở cái xương cụt của mũi, chính cái chỗ xương cụt của mũi. Từ đây có một cái xương đến chỗ này nó hết cái xương, đó chính là huyệt số 1, xương cụt. Huyệt 127 xác định như sau. Đường cong của ụ cằm giao với chính diện mặt là huyệt 127. Tiếp theo lưu thông khí huyết 14, 275, 61 và 19. Huyệt 14 xác định như sau. Nó chính là giao của giữa mặt với lại cái dái tai, đáy của tai này. Huyệt 14. Đây các bạn nhìn bên này sẽ rõ hơn. 14.
Huyệt này có ở cả hai bên. Chúng ta sẽ day bên trái trước. Đây là tay phải của tôi. Tay phải của tôi nên là đối diện với tôi là bên trái của các bạn. 14 bên trái. 14 bên phải. Chúng ta cũng làm như mọi huyệt kia, 30 đến 50 lần. Huyệt 275 xác định chỉ có ở bên cạnh mặt thôi, chính diện chúng ta sẽ không nhìn thấy. Từ cái cạnh mũi phía ngoài này giao với lại cái mí tóc của chúng ta, mí mai tóc này, tóc mai ở phía trong là huyệt 275 bên trái trước. Đây là bên trái và chúng ta sẽ làm bên phải sau. Nếu chúng ta dùng hai ngón trỏ hai tay thì chúng ta sẽ day dễ dàng hơn. Ở bên cạnh lên đây không nhìn thấy nha. Huyệt 61 chính là chỗ cạnh mũi của chúng ta lõm nhất này này. 61 bên phải, 61 bên trái trước, 61 bên phải sau. Nếu chúng ta dùng que giò hay bút thì chúng ta phải làm bên trái trước, bên phải sau. Nếu chúng ta dùng ngón tay thì chúng ta chỉ việc nhấn một lúc cả hai huyệt, không thì dùng hai que giò hoặc hai cái bút một lúc. Tiếp theo là huyệt 19. Huyệt 19 xác định như sau, chính là chân của mũi chính giữa mặt. Đây cái mũi của chúng ta, cái chân giữa mũi chính giữa mặt bên cạnh thì chúng ta nhìn ra chỗ này. Sau đó 3 là giảm đau chống viêm nhiễm ổn định thần kinh. Huyệt 41, 143, 127, 19, 124 và 34. Huyệt 41 xác định như sau, huyệt này chỉ có ở bên tay phải. Đây. Chỉ có ở bên tay phải chúng ta. Mình quay như này đến khi mà nó các bạn xem thì nó lại thành sang bên trái của các bạn đấy, nên nhìn nó hơi vướng. Đây. Chỉ có ở bên tay phải, xác định như sau, từ cái chân mũi này, đường cắt đi qua chân mũi, giao với tiếp tuyến bờ ngoài lòng đen mắt bên phải, huyệt 41, chỉ có ở bên phải nha. Tiếp theo là huyệt 143, là nó nằm ở trên mũi của chúng ta luôn. Đây là hai cái lỗ mũi, tiếp tuyến với hai lỗ mũi, chính giữa mặt. Chính giữa đường chân mũi giữa, huyệt 143 đây, nằm ở dưới này, này. Huyệt 127, 19, 124 và 34. Huyệt 127 vừa xác định rồi, giữa đường cong ổ cằm chính diện mặt. 19 chân mũi, giữa chân mũi. 124 đường đi qua huyệt 103, tức là giữa của trán, giao với tiếp tuyến của bờ ngoài lòng đen mắt bên trái là huyệt 124 bên trái, tiếp tuyến bờ ngoài lòng đen mắt phải là huyệt 124 bên phải. Huyệt 34 bên trái xác định là từ đầu mày bên trái, chúng ta sẽ dích lên một chút xíu, chéo vào bên trong, sẽ có một điểm nún, nó là huyệt 134, huyệt 34 bên trái, mình xin lỗi, và huyệt 34 bên phải cũng tương tự. Còn chúng ta dùng ngón tay chỉ cần để lên trên đầu mày, chúng ta nhấn là chúng ta sẽ thấy có điểm đau, đấy chính là huyệt 34. Nếu bạn nào mà bị bệnh về mắt, chỗ đấy rất là đau luôn. Cuối cùng chúng ta sẽ day và hơ các sinh huyệt 365, 19, 143, 63 và 126. 365 xác định như sau, mình có nhầm một chút đây, ấn chỗ này không phải, à chỗ này là bỏ nha. 365 xác định như sau, từ giữa cằm của chúng ta này, cái cằm từ cái đường cong ổ cằm này chia đôi này. Từ đây mình lại nhầm này. mắt mình ạ. Cạn nhầm sang đây này. Đó. Đây nha. Huyệt đây.
Đây, huyệt 365 xác định như sau. Chính giữa mặt của chúng ta. Chính giữa mặt của chúng ta. Và đường cong của ổ cằm này, đường cong ổ cằm đến dưới cằm chia ra đôi, lại chia đôi một lần nữa ở bên dưới, tức là 1/4 là huyệt 365. Tiếp theo là huyệt 19. Xác định rồi, chân của mũi. Huyệt 143. Tiếp tiến với lại cái lỗ mũi và nằm chính giữa, chính diện mặt đi qua cái chân mũi này. 63 là giữa nhân trung này, nhân trung của chúng ta chia đôi, giữa nhân trung luôn. Huyệt 63. Huyệt 126, chính giữa mặt của chúng ta. Và phía mí trên của mí, đây, mí tóc. Bây giờ chúng ta sẽ hơ, sau đó chúng ta sẽ hơ. Huyệt 365 hơ như sau. Nếu chúng ta hơ cho người khác thì chúng ta phải để ngón tay út của mình này, để cho nó, nếu nó có nóng thì nóng ngón tay út của mình trước khi nóng mặt người ta. Đây, chúng ta sẽ hơ này. Chúng ta đếm được khoảng đến 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhấc. Sau đó chúng ta lại hơ. Đếm đến 10. Nhấc. Mỗi lần chúng ta có thể làm 3 lần như thế. 3 lần nhấc, hơ nhấc với một huyệt. Còn chúng ta hơ cho mình thì bao giờ cái hai cái này nó sẽ vào sát mặt mình đúng không? Nên là chúng ta khi hơ cho mình thì chúng ta xoay gương, chúng ta hơ cũng không sợ lắm đâu. Đây, hơ cho mình thì hơ này, không sợ. Tiếp theo là huyệt 19, 365 nha, 3 lần như vậy nha, huyệt 19 và các huyệt khác cũng vậy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nhấc cứ thế nha. Tiếp nữa là huyệt 143, huyệt 63 và huyệt 126. Vậy thôi. Chúc bạn nhanh khỏi nha. Bạn làm ngày 2 đến 3 lần. Và mỗi lần các bạn làm cách nhau khoảng 2 đến 3 tiếng. Làm được khoảng 2 tuần thì các bạn sẽ thấy kết quả. Chưa đến 2 tuần đâu, bạn có thể thấy kết quả ngay ngày đầu tiên. Nó có thể nó nhẹ hơn. Rồi đến ngày thứ 2, thứ 3 bạn sẽ thấy cảm giác thoải mái. Có khi chưa đến 1 tuần, 2 tuần là bạn đã khỏi rồi. Chúc các bạn thành công nha.